ra lúc đầu thì em cũng hơi bị suy nghĩ nhiều quá, nhưng mà trong khi mà làm việc thì đúng là bên team 7799 thật sự là hỗ trợ em quá là nhiều. Đôi khi những cái vấn đề mà em tưởng là em phải lo, nhưng mà mọi người đã lo hết cho em rồi, nên là em rất là cảm thấy yên tâm trong cái decor đám cưới này. Em nghĩ là cái đầu tiên là cái nhiệt tình, cái thứ hai là em nghĩ là cũng là rất là chuyên nghiệp. Khi mà có những cái vấn đề mà em không biết thì mọi người cũng chủ động mà hỗ trợ em. Thì em nghĩ là cái đầu tiên là nhiệt tình và cái thứ hai là rất là chuyên nghiệp.